Nam xin kính chào bà con, cô bác và các bạn. Hôm nay kênh Cây Thuốc Nam giới thiệu cho bà con về một cái phương pháp là muốn sinh con trai và muốn sinh con gái, đó là tùy theo ý của mình. Đây là một cái phương pháp được nghiên cứu từ nhà khoa học Nga, ông Ivizuni, nghiên cứu suốt một thời gian dài và cho ra kết luận: nếu biết chọn lựa đúng phương pháp sinh con trai, bạn có thể áp dụng tính toán chính xác để mình có thể sinh ra một cậu quý tử vào đúng năm. Cộng thêm với việc chăm sóc, chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi sẽ khiến thai nhi khỏe mạnh và phát triển trí não tốt. Bạn ao ước có con trai theo năm mà mình mong muốn. Các nghiên cứu mới nhất về cách sinh con trai đúng năm đạt hiệu quả cao nhất thì mời bà con nghe sau đây. Cách sinh con trai thật ra sinh con trai không khó, nhưng lại khó khăn với rất nhiều cặp vợ chồng. Dù họ có cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không thành công. Có gia đình cố gắng để một thằng cu nối dõi mà tới 4 lần mà vẫn là một cô gái. Ngày nay dù rằng không còn việc trọng nam khinh nữ nữa, nhưng quan niệm để con trai nối dõi vẫn còn tồn tại trong tư tưởng mọi người dân Việt Nam. Và sau đây thì bà con và các bạn nghe tiếp tại sao bạn chưa có con trai. Một bé trai được hình thành là do sự kết hợp giữa tinh, ví dụ như là cho bà con dễ hiểu là trong nam giới thì nó có là X và Y, còn phụ nữ là O. Mời bà con nghe lại nè. Một bé trai được hình thành là do sự kết hợp giữa tinh X của nam giới và trứng tạo ra hợp tử và phát triển thành. Nhưng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng ngăn cản việc kết hợp đó. Rất là hấp dẫn, mời bà con nghe tiếp. Tinh Y khỏe nhưng lại dễ bị tiêu diệt trong môi trường axit. Ngược lại, tinh X thì lại ưa axit và sống tốt trong môi trường này. Vì thế, nếu môi trường âm đạo của người phụ nữ giàu axit sẽ là nguyên nhân khiến bạn không thể có con trai. Thì để giới thiệu cho bà con nắm rõ được về cái phần mà trai và gái, thì quan trọng là cái tinh của người nam giới, tinh mang cái hiệu Y là sinh ra nam, tinh X là sinh ra nữ. Nhưng mà hai cái tinh của người nam giới này thì cái tinh X á, thì nó không chịu cái môi trường axit ở trong tử cung. Nhưng ngược lại cái tinh mà X, cái tinh Y thì không chịu axit, mà tinh X thì lại chịu axit. Như vậy thì nếu là một người phụ nữ mà trong tử cung rất nhiều axit thì rõ ràng tinh Y vào trong đó sẽ không bao giờ tồn tại. Tức là Y là nam là không bao giờ tồn tại được cái thai nhi trai, và nữ không. Nếu mà một người phụ nữ mà sanh toàn nữ không, cô gái không, thì rõ ràng trong cái tử cung của người phụ nữ đó là hoàn toàn chất axit rất nhiều. Vậy thì làm cách nào để mà mình sanh được con trai? Thì mời bà con nghe tips theo sau đây. Dịch nhờn âm đạo cũng là một yếu tố ảnh hưởng tới việc sinh con trai. Ngoài ra còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng tới như thể chất mỗi người, tư thế quan hệ, thời điểm quan hệ, cách. Thưa bà con, thì ở trên YouTube thì có nhiều cái từ tôi không thể dùng, nên bà con là tôi nói tắt cho bà con cảm nhận được và mong bà con thông cảm. Cách KT thì bà con hiểu rồi, tôi nói chữ cái đầu thôi. Khi giao hợp, nó cũng là yếu tố ảnh hưởng tới việc bạn sinh con trai hay con gái. Nó rất là nhiều cái nguyên nhân. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân, chúng ta có thể biết được cách xử trí, phương pháp áp dụng tính toán cho phù hợp để giúp bạn có thể sinh con trai vào đúng thời điểm mà bạn mong muốn. Nếu những ai đang muốn sinh con trai trong năm mà mình chọn, thì hãy mau chóng áp dụng các phương pháp dưới đây để đạt hiệu quả cao nhất nhé. Nội dung phương pháp bao gồm 8 nội dung. Một là hướng dẫn cách tự kiểm tra nhanh khả năng của bản thân và bạn đời. Những yếu tố dịch tiết trong cơ thể xem có ảnh hưởng tới việc sinh con trai hay không. Dấu hiệu nhận biết của người phụ nữ và đàn ông dễ sinh con trai hay gái. Những ảnh hưởng tự nhiên tới việc sinh con trai. Thực phẩm hỗ trợ giúp tăng số lượng tinh Y là tinh nam đó, giúp khả năng sinh con trai cho đàn ông. Thực phẩm hỗ trợ giúp điều chỉnh
môi trường âm đạo của phụ nữ và tăng dịch nhờn âm đạo. Đó là những cái thành phần mà chúng tôi sẽ nêu ra sau đây. Về thời điểm giao hợp hiệu quả thì hướng dẫn cách tính ngày giao hợp để mang lại hiệu quả cao nhất trong việc sinh con trai. Tư thế quan hệ, hướng dẫn cách KT giúp bạn sinh con trai dễ dàng hơn, đạt hiệu quả cao nhất. Những lưu ý kiêng quan trọng giúp bạn sinh con trai, mẹo nhỏ giúp cả hai đạt đỉnh để dễ dàng tạo điều kiện tốt cho việc sinh con trai. Và sau đây thì mời bà con và các bạn trẻ nghe qua cái chế độ dinh dưỡng ăn uống của người vợ và người chồng để có những cái tinh y và người phụ nữ cải thiện được axit bên trong âm đạo để sinh được con trai. Hãy tưởng tượng việc sinh con như việc gieo hạt. Nếu bạn gieo nhiều hạt đổ thì khả năng các hạt nảy mầm sẽ cao hơn là bạn chỉ gieo một hạt đổ. Việc sinh con cũng vậy, bạn nên có chế độ ăn hợp lý để tăng cả chất lượng và số lượng tinh y. Điều này giúp số lượng tinh y cao hơn và khả năng tinh y gặp trứng cao hơn. Muốn làm được điều này, bạn nên có chế độ ăn những cái dược chất, những cái món ăn mà giàu chất kẽm. Thực phẩm giàu kẽm thì gồm hải sản, sò, cùi dừa, trứng gà. Tăng cường ăn rau quả có chứa vitamin B, ăn cay một chút. Bà con nhớ là nếu mình ít ăn cay thì mình cố gắng ăn cay thêm một chút. Kiêng giảm ăn các đồ ăn thức uống có chứa cồn và chất KT như bia, rượu, cà phê, thuốc lá. Đó là phần thức ăn của nam giới. Về chế độ ăn cho người vợ thì như sau. Nên ăn những thức ăn ngọt, ăn hơi mặn, đồ chiên, rán như bánh chuối, bánh khoai. Ăn thức ăn giàu vitamin B, kẽm, đạm như thịt bò, cùi dừa, trứng gà, rau xanh và hoa quả tươi. Giảm hạn chế thực phẩm giàu magie và canxi. Tránh các thức ăn, đồ uống chứa cồn, chất KT như rượu bia, thuốc lá và cà phê. Trên đây là vài lưu ý nhỏ trong chế độ ăn để sinh con trai theo năm mà mình mong muốn. Việc ăn uống hàng ngày có thể giúp bạn tăng khả năng sinh con trai. Để tăng khả năng hiệu quả nhất trong việc sinh con trai, bạn nên tham khảo bài viết bí quyết sinh con theo ý muốn và được thực hiện nó ngay lập tức để bạn có thể sinh được một cậu nhóc trong năm mà mình mong muốn. Thì thưa bà con, qua tham khảo nhiều cái tài liệu và kênh Nghe Thuốc Nam đã mang ra đây giới thiệu cho bà con một cái phương pháp là sinh con trai theo mong muốn và đưa ra những cái nhận thức về vấn đề khoa học để bà con phần nào hiểu ra tinh y và tinh ít như thế nào và sanh trai hay là sanh gái. Thì kênh Nghe Thuốc Nam xin cảm ơn bà con đã bỏ thời gian quý báu của mình ra xem video sinh con theo mong muốn. Kênh Nghe Thuốc Nam xin chúc cho bà con nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, an khang và may mắn. Kênh Nghe Thuốc Nam xin chào và hẹn gặp lại bà con video sau.